em đã tóm được đối tượng dùng gạt giữa cà vào xe em mọi người à, đối tượng này rất lì lợm không chịu nhận ra hành vi của mình vì hắn là con gái rượu của em. Đối tượng có bảo kê là hoàng hậu nên em khó để xử lý. Em hỏi xíu là nên tấn công bóng có hết không hay là sơn lại. Còn tấn công con em thì hoàng hậu lại cho em toan ngay. Đây là chia sẻ của một người nam nhi về thủ phạm phá hoại chiếc ô tô. Tuy nhiên, anh lại chẳng thể giải quyết được gì thân thế bột thịt. Nhỡ may tấn công người phá hoại này thì cô hoàng hậu sẽ xử lý thật nặng. Đúng là hoàn cảnh én le cho ông bố. Chứng kiến chiếc xe bị xước do dùng vật cứng dẻ lên, tóm được luôn thủ phạm nhưng nào có làm gì được. Thủ phạm là đây. Dân mạng cũng bật cười cợt khi đọc ngừng câu chuyện trên. Nhiều người cho rằng trẻ con ngây thơ vô số tội, làm sao mà trừng phạt nổi khi thủ phạm còn nhỏ bé thế này. Số khác cho rằng chủ xe cũng nên trách bản thân vì trông con không chu đáo mới dẫn đến hậu quả đáng tiếc. Đây có lẽ cũng là bài học kinh hồn nghiệm đối với nhiều gia đình. Bị tiểu tam tấn công, hoàng hậu ôm đầu chảy máu cầu cứu giảng mọi người, chồng ngồi im nhìn và lời giải nghĩa lấp lửng.